anh đi hái dưa leo đi. Anh đi hái dưa leo đi. Anh đi hái rau phụ mẹ hả? Đúng không? Hay là phá? Sao bữa nay nhìn con giống có hai sấy vậy anh ơi? Ui. Ui. Lâu lắm rồi không cho Henry lên sóng. Gia đình Henry không có lên sóng. Mọi người có nhớ gia đình Henry không? Có nhớ Henry không? Đây là cái chậu salad nha mọi người ơi. Chuẩn bị để hái nó lớn rồi đó. Hái vô trộn dầu giấm hoặc là làm kẹp vô bánh mì đó mấy bạn. Còn đây là cái cây cà chua mà trái nó còn nhỏ lắm. Đây là cây bơ. Đây là dưa leo nè mấy bạn. Wow, bữa nay lớn quá rồi nè. Dưa leo, cà chua. Cà chua sum xê luôn mà nó còn xanh lắm mấy bạn ơi. Đó, cà chua, đủ loại cà chua hết, cà chua nhỏ, cà chua to, cà chua bi á. Ôi, con gì nó bay. Đây. Chuẩn bị có salad eco ăn rồi đó mấy bạn, organic á. Cà chua dưa leo, salad, đã ha. Mấy cái ớt của Linh nè. Cái ớt. Đây là một loại dưa leo khác nữa. Dưa leo bên kia nó ngắn hơn, còn dưa leo này nó có dài mà nó gai nữa mấy bạn. Ớt. Linh có trồng nhiều ớt Việt Nam lắm. Cây ớt Việt Nam nè mấy bạn. Ớt Việt Nam với rau quế. Cà chua dưa leo quá trời luôn. Ở đây là hành nè. Đây là dưa leo nữa đó. Nhiều lắm. Em đi làm cái gì đó. Bây giờ hái dưa, hái salad nha. Hôn mẹ nè, em đi hôn mẹ. Mẹ nè. Hôn mẹ chứ đâu phải hôn có ông. Coi kìa. Có hôn mẹ, hôn má mẹ. Con ong đâu, hôn con ong đi, kéo con ong lại hôn con ong. Ôm mẹ hả? Hôn mẹ đi, hôn mẹ. Con trai đó, con trai tình cảm lắm đó mọi người ơi. Con trai tình cảm lắm. Hôn mẹ đi, hôn mẹ. Wow, đảo lắm mọi người ơi. Salad giòn rụm luôn á mấy bạn. Đã luôn. Nó vô làm salad nha mấy bạn. Kẹp vô bánh mì đó mấy bạn. Lớn hết rồi nè. Lớn hết rồi. Rau sạch nha.